Welcome back to my channel. Today we have a vacation to Greece. We're on a car to go to the airport with my family. Our last vacation is about 2 years ago. So I'm so excited because 2 years ago I didn't go on a vacation. Today is the weather very nice, sunny and beautiful. Last week, yesterday, it's very rainy and has a storm. Today is the perfect day to go on a vacation. We are so first, just like, subscribe, and hit the bell if you like this video. Let's go. Plan. That's we're waiting for the plan to come and pick us on the plane. We're on We're on the train. Rồi đi lên chị, đi lên chị đi con. Ok. Đi đi, đi kìa. Giờ
nay cả nhà mình vừa mới đến sân bay, vừa mới đến đảo Kos, và bây giờ đã thuê được xe tại sân bay trong vòng 7 ngày xuyên suốt cái hành trình đi du lịch của gia đình mình ở đảo Kos, thì sẽ có xe phục vụ. Là làm bát phở đi tiếp nhá. Ở trên máy bay thì không chịu ngủ, quậy phá. Bây giờ xuống ngồi trong xe thì lại ngủ lăn lóc. Hành trình mới có nửa ngày chứ nhiêu. Ngày. Bên kia là thổ đấy. À bên kia. Bên kia là, núi hả? Ở bên kia núi là địa phận của thổ những gì đấy. Lãnh địa của Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy là ở Kos này là giáp với lại Thổ anh? Ừ, giáp Thổ cách đường biển á. À, hèn chi thấy có đứa nó đi tàu qua bên Thổ du lịch luôn. Đẹp quá. Gia đình mình sắp đến khách sạn rồi. Cuối cùng hơn 30 phút đã gần đến khách sạn rồi. Đi nhầm lên trên. Hello, welcome to Michelle Angelo Resort and Spa. Đi đi xuống được không? Để cầm camera. Đây là xe nhà mình thuê. Fiat. Bây giờ cả nhà mình đã đến khách sạn và ông xã mình đang làm check-in. Con Johanna đang làm gì đấy nhỉ? Cả nhà hôm nay đi từ 6:30 sáng là bắt đầu khởi hành từ nhà đi đến sân bay Berlin, mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó làm thủ tục check-in này nọ thứ lên máy bay, mất gần 2 tiếng nữa. Bay khoảng 3 tiếng rồi đến Kos. Rồi chạy xe từ sân bay về khách sạn là mất khoảng tầm 45 phút, 1 tiếng nữa. Đến được khách sạn lấy được phòng cũng mệt tứ đường rồi.
Giờ chắc là không còn sức để xuống hồ tắm, xuống bể bơi nữa mà. Tắm rửa thay quần áo rồi đi ra nhà hàng ăn tối thôi. Bây giờ là cũng khoảng tầm 5 giờ chiều rồi, 5-6 giờ chiều rồi. Cả nhà ai cũng mệt lử hết người rồi. Giờ chỉ nằm với bà nội. Bà nội phê rồi, bà nội bị say máy bay. Ừ. Bây giờ là 6 giờ 15 chiều. Giờ Hy Lạp. Ngày đầu tiên của gia đình tại khách sạn Miche Angelo Resort and Spa. Cả nhà mới tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong, bây giờ đi ra nhà hàng để ăn tối. Ở cái resort này thì có hai cái nhà hàng a la carte và một cái nhà hàng buffet. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mới đến, nó chưa đặt được bàn ở cái nhà hàng a la carte, nên hôm nay gia đình sẽ ăn buffet. Let's go. Nè Jenny. Em bắt trước này, nó nóng lắm nè. Lạnh không? Đi đi con. Đi đi con, đi ra mẹ con. Đi. Đi từ từ thôi. Bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Just a house, the lobby. Just a lobby. The lobby. Hello. Hello. Thank you. Hôm nay là tóc xoăn đẹp chưa? Xinh gái chưa? Trẻ đi nhá, 10 tuổi. Con chung uống cái này, không uống cái này được đâu. Ủa anh, cái này nó Kinder Cocktail như có. Khó. Anh kêu cho tôi tụi nó uống cái dâu đi. Kêu cho cái ca uống này luôn, cho uống Kinder Cocktail không? Tonight, Man Show Productions and Imaginal House proudly presents the Jersey Tones, a magical tribute to the music of Frankie Valli and the Four Seasons and the best of the 50s and 60s rock and roll. We wish you a wonderful evening with us. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome on stage. Thank you, sir. Welcome. The Jersey Tones.